Chào đại gia đình đã trở lại với Mai Trinh Family Blog Thị Điển. Kể cho cả nhà nghe. Bữa nay đi làm về tự nhiên có hứng thú muốn làm bánh bánh ít nhưng dừa. Thì soạn ra mua bịch dừa, tại vì bên đây á, cả nhà biết không, bán dừa thì đông lạnh với lá chuối cũng đông lạnh không à. Không có tươi. Đồ người ta để vô trong cái mình đông lạnh, cái mình mua về mình làm. Thì soạn ra thì lá chuối á, thì ok ha, còn ok còn cái gói dừa đó, tại vì mua để dừa đông lạnh, mua đem ra thì cũng được, mua để tủ lạnh cũng mấy ngày rồi. Thì hôm nay cũng soạn ra để làm. Ai về đâu rửa lá xong xuôi rồi lau chùi rồi tét ra từ khúc là đủ gói một cái bánh ít. Bột cũng đổ ra rồi, cũng dự định là nấu nước rồi bắt đầu quậy bột, pha bột. Rồi tới phiên cái khâu mà để làm dừa, là mở cái bịch dừa ra để mà làm. Ai ngờ đâu á, biết sao không? Nó bị hôi, bị thiêu. Rồi xong dẹp luôn. 4-5 phút nha. Cho nên bây giờ thấy vậy thì thôi, đè cái thùng giá, dở giá ra ngồi nhổ, ngồi lặt luôn rồi tâm sự với cả nhà chơi. Nè, đang ngồi lặt giá nè. Giá thì có cọng dài mà nó cong cong xoẹo gì. Giá mắc cười. Nhưng mà cũng mập, không có đến nỗi ốm quá. Thì cũng có cọng lùn, cọng to, rồi cộng ngay, rồi cộng quấn hằng bà lèo luôn. Tại vì sao làm mà bỏ đi chơi đó mấy ngày đó, mấy ngày cuối tuần đó, cho nên là giờ nó dài, nhưng mà con không đến đổi dài, nhưng mà nó miễn nó nè, nó quấn quằn queo queo đó, nhưng mà cũng mập, kệ nó cũng lè lưỡi lè ra cả thước luôn. Cho nên thôi kệ nó đi, thì xin miễn có giá thì ăn, thì giá mình làm ở nhà thì nó sạch hơn rồi đó, thì có mà ăn, thì ngồi tâm sự với cả nhà chơi. Bữa nay không có được làm bánh ít thì thôi buồn, để coi cây mai có rảnh rồi đi chợ đi mua cái dừa tươi, dừa đông lạnh đó đem về làm tí làm lại nè. Cắt bột sẵn luôn á, để cắt bột để đó sẵn xong rồi định làm, ai nhờ đâu nó hư rồi khỏi làm luôn đó. Thôi ngồi lò nhổ giá. Mai Trinh rất cảm ơn cả nhà nhiều nha, đã ủng hộ Mai Trinh, đã đăng ký kênh cho Mai Trinh. Tại vì Mai Trinh cũng mới làm YouTube thôi, nếu mà có cái gì sơ sót á thì Mai Trinh mong cả nhà ấy bỏ qua giùm ha. Tại vì tiếng Việt của Mai Trinh á, cổ không có hy vọng rằng là cả nhà hiểu Mai Trinh nói gì á. Tại vì Mai Trinh đã đi rời Việt Nam lúc mà Mai Trinh còn mới có 12-13 tuổi. Là tiếng Việt của Mai Trinh cổ không có rành gì mấy. Nhiều khi viết tiếng Việt có thể là sai chính tả. Nếu có sai chính tả thì mong cả nhà cũng ủng hộ giùm nha. Tại vì mình ham vui. Với lại làm YouTube này thì ví dụ sau này mình có để trên đó thì sau này già thì mình có, mà mình ngồi mình coi để tâm giống như là một cái kỷ niệm. Nói tới người ở đây, người Thị Điển ở đây lúc mà Mai Trinh qua đây là năm 1980, là lúc đó Mai Trinh mới có 13 tuổi. Thì lúc thời đó thì qua đây rất là sung sướng, tại vì biết sao không, sướng là có nghĩa là thấy thoải mái lắm, người bên đây nó thích mình lắm, nó rất là tôn trọng mình, nó rất là thích luôn á. Tại lúc đó năm 80 là cũng ít có người Việt mình ở đây lắm, với lại người di dân người này người kia cũng ít lắm,
cho nên nó là sống rất là yên bình, rất là thoải mái. Còn bây giờ thì khỏi nói rồi, quá trời luôn, nước này nước kia quá trời nhiều, với lại người Việt Nam mình nó bây giờ cũng đông nữa, với lại thời thế bây giờ thì cũng kinh tế rồi nó cũng này kia rồi cũng ảnh hưởng nhiều. Còn người người ở đây, người người sống dân ở đây thì họ cũng vui, rất là vui vẻ, nhưng mà gặp mình cũng vui vẻ. Còn có nhiều người thì cũng hơi khó chịu, nhưng mà cũng không có sao, thì kệ đi, người nào vui vẻ thì mình vui vẻ lại, còn người nào không vui vẻ thì thôi cũng kệ luôn. Nhưng mà có một cái, có một điều á, là người có nói, cha mẹ có nói với anh em có nói đó, khi mà cha mẹ về già hay là ông bà về già rồi đó thì nó không có nuôi, nó thảy vô trong dưỡng lão á cho người ta nuôi, chứ tụi nó không có nuôi đâu. Giống như mình ha, mình có cha mẹ già hay là ông bà ngoại già, ông bà nội già thì mình còn nuôi, mình chăm sóc, mình cho ở nhà mình chăm sóc. Còn người đó là không có, nếu mà cha mẹ già hay là ông bà già là thảy vô trong dưỡng lão hết à. Cho nên nhiều khi mấy ông bà già với mấy cụ già đó nó cảm thấy buồn lắm. Cho nên cũng ấy, có một cái là nó không tốt là cái chỗ đó, tại vì sống đâu có phong tục, có họ không có giống như phong tục của mình. Giống như là nhà ai nấy ở, tiền ai nấy xài vậy mà. Có nó không có mình á, người mình nó thì đi á, thí dụ mình còn là đi ăn với bạn bè mình có bao qua bao lại, còn tụi nó thì thôi khỏi đi, thí dụ mà đi nhậu đi nhẹt hay là đi uống bia gì đó thì tiền có ai nấy uống. Thí dụ mình mời nó tới nhà thì nó đem nó bia, nó đem, thí dụ mình mời nó tới nhà mình chơi thì nó xách đủ bia nó uống thôi. Mình mời nó thì nó uống, còn nếu mà mình không mời nó thì nó đem đủ lon, thí dụ nó uống 3 lon thì đem 3 lon thôi, chứ nó không có đem dư, giống như là nó không có mời mình á. Cho nên cũng hơi, bởi vậy nó không có tốt cái chỗ đó. Còn người mình có tình cảm hơn, sống có tình cảm, mình sống mình lo cho nhau, chăm sóc cho nhau, rồi mình đãi qua, cũng như mình mời tới thì mình đãi, rồi mai mốt mình đãi cũng như có qua có lại mà. Nhưng mà tụi nó thì không có đâu, cho nên là bữa nay mình để giá lâu quá, cái nó có rẻ nhiều quá ngồi lặt giá, làm tưởng đâu làm được bánh ít hôm nay để khoe cho cả nhà, bây giờ không có bánh ít thì thôi. Bởi vậy khổ chưa cả nhà, đã lên đã mập ú ù rồi mà cứ phải ăn phải làm, biết làm sao, nó ngon quá mà. Ai biểu đồ Việt Nam của mình nó ngon quá làm chi, phải không cả nhà, thì mình phải làm. Thì ở đây thì không có, không giống Việt Nam mình có mà mua, nhưng mà mình cũng có cái bà ở hàng xóm á, chỗ này nè, thì bà cũng làm bánh ít nữa, nhưng mà Mai Trinh thì biết làm ở nhà cho nên là Mai Trinh cũng ít có đặt, ngoại trừ khi nào làm biếng á hay là đặt đem đi biếu người ta đó thì Mai Trinh đặt, chứ còn không thì làm ở nhà ăn. Làm có khoảng nửa ký bột ăn cũng mệt, ăn tại có mình ăn à, không ai ăn phụ hết á, cho nên là ăn không hết. Mà có lúc làm á thì dư, thì rồi lúc làm mà nhiều á thì tặng cho bà, biếu cho bà chị ăn, tại bà chị cũng ở cách đây có 10 cây số thôi, mà hai chị em á thì làm chung sở làm cho nên nó cũng gặp mặt, cho nên là có đãi, có làm xong rồi có tặng cho chị ăn.
cả nhà ơi, hôm nay mình trình tâm sự với cả nhà chút xí vậy được rồi ha. Để dành mai mốt mai Trinh tâm sự với cả nhà tiếp. Vậy mai Trinh xin tạm dừng nơi đây nha cả nhà. Hẹn gặp cả nhà ở lại clip kế tiếp. Hãy ủng hộ kìa mai Trinh nghe cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye cả nhà. Hẹn gặp lại. Ui, tay chân là rễ không. Hẹn gặp lại. Bye bye.